Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Cơn lũ quét sáng mùng 10 tháng 9 xảy ra ở làng Nủ đã vùi lấp mọi thứ. Chỉ sau một đêm, trận lũ quét lịch sử đã san phẳng toàn bộ nhà cửa của người dân thôn làng Nủ. Ngôi nhà của 37 hộ dân bị đất đá trên núi vo tràn xuống vùi lấp. Tại bất cứ đâu dưới lớp bùn đất dày đặc, có thể có một người dân của chính ngôi làng này đang nằm ở đó. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ lũ quét kinh hoàng, những gì còn lại chỉ là đống đổ nát, bùn đất và gương mặt tuyệt vọng của những người sống sót, nóng lòng chờ tin tức người thân mất tích. Sau hơn 2 ngày túc trực bên bờ suối xã Phúc Khánh, sáng 12 tháng 9, chị Đặng Phương Linh, 34 tuổi, khóc ngất khi nhận tin đã tìm thấy thi thể hai người con của mình. Chị Linh cho biết Sáng sớm mùng 10 tháng 9, gia đình chị gồm mẹ ruột, chồng và hai con trai đang ngủ trong nhà. Khi thức dậy, chị Linh nghe tiếng nổ lớn, nhìn lên phía núi con voi thì thấy một màu đỏ rực rồi đất đá ầm ầm đổ xuống. Chị Linh nghẹn ngào, chưa bao giờ thôn làng nù xảy ra sạt lở hay thảm họa gì nghiêm trọng. Thảm họa thiên tai ập đến khi mẹ già và hai con nhỏ của tôi còn đang say giấc ngủ. Gia đình chị Linh có 5 người. Vợ chồng chị may mắn thoát nạn nhưng người chồng bị thương rất nặng, đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Nhớ lại thời khắc lũ quét kinh hoàng ấy, nước mắt người phụ nữ 34 tuổi cứ ứa ra, chảy dài trên gò má. "Giờ tôi không thiết sống nữa, sống làm gì khi mẹ và hai con mất hết cả." Chị Linh gào khóc gọi tên con trai rồi ngất lịm đi. Thời điểm gần 17 giờ ngày 12 tháng 9, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn đang miệt mài xăm từng mét đất để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Người dân địa phương đứng trên bờ dõi theo từng hành động của các chiến sĩ. Đến 18 giờ, một nạn nhân nữa đã được tìm thấy. Số người tử nạn ở làng Nủ lên đến 45. 17 người bị thương đang điều trị, 50 người mất tích, còn lại 46 người an toàn. Từ sáng ngày 12 tháng 9, lực lượng tìm kiếm những người gặp nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, tiếp tục tung hàng trăm người ra hiện trường vụ lũ quét để tìm kiếm những người đang mất tích. Để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phải sử dụng chó nghiệp vụ và thiết bị bay flycam để hỗ trợ tìm kiếm những địa điểm khó khăn, nguy cơ có thể tiếp tục sạt lở. Trong buổi sáng ngày 12 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 12 thi thể, nâng tổng số người tử vong lên 46 người, trong đó có nhiều học sinh. Thi thể các nạn nhân được các lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục xác định nhân thân và mai táng. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm Lào Cai đã phối hợp với người dân bản địa vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ, xác định vị trí từng hộ dân và số người trong gia đình, kiểm đếm những người còn sống sót, người đã tử vong hoặc còn đang mất tích. Theo hình ảnh bản đồ được lực lượng kiểm lâm tỉnh Lào Cai cho thấy, trước khi thảm họa ập tới, thôn Làng Nủ vốn là một bản làng yên bình, với cánh rừng xanh thảm, những ngôi nhà nằm ven con suối, bên những cánh đồng lúa màu mỡ. Từ bản đồ cho thấy, người dân thôn Làng Nủ sống rải rác ven con suối chảy từ trên đỉnh núi con voi xuống. Khu vực trung tâm, nơi trận lũ quét trước khi sập xuống, là một cánh đồng rộng lớn. Nhưng sau khi trận lũ quét đi qua, tất cả mảng xanh đã bị xóa sổ. Trong đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận thiệt hại lớn trên diện rộng. Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, tình hình lũ lụt đã ảnh hưởng tới 6 huyện và thành phố trong toàn tỉnh, gây ra tổn thất nặng nề cả về con người và tài sản. Đặc biệt, thảm họa kinh hoàng ập xuống làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, khiến gần 100 người chết và mất tích. Thảm họa ập đến khi những đứa nhỏ còn đang say giấc ngủ, chưa kịp thức giấc để tới trường. Còn người lớn, phần đông chưa kịp ra đồng Đi nương, những người già đang dậy nấu nướng bữa ăn sáng, may mắn thoát chết trong trận lũ quét kinh hoàng, thẫn thờ ngồi trên giường bệnh với những vết thương chi chít khắp người. Ông Hoàng Văn Nhớ kể lại buổi sáng sớm kinh hoàng khi cả bản của ông bị lũ quét. Vì nền nhà có dấu hiệu nứt gãy, ông thức xuyên đêm để canh chừng cho gia đình 6 người đi ngủ. Chừng 3 giờ sáng hôm xảy ra sự việc, vì quá mệt, ông ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nhìn lên đã thấy cả bản mình biến mất xung quanh là nước, đất đá, cành cây. Bản thân ông nhớ bị cuốn vào khu cánh đồng ngay đó. Ông nhớ kể lại, tôi lùm cồm bò dậy thì thấy gần đó cũng có một người bèn lộ đến cứu, thì ra lại chính là con gái mình. Trong cơn hoảng loạn, hai bố con vừa kêu cứu, vừa dìu nhau bỏ lên chỗ cao. Khi ấy nước sau lưng vẫn cuồn cuộn tràn về, đến giờ tôi vẫn kinh hãi, không thể ngủ nổi. Chị Hoàng Nhung, con gái của ông nhớ, cũng bị chấn thương nặng, được người cô chăm sóc chị Nhung gặp khó khăn trong đi lại vì phần chân có nhiều vết thương. Gia đình của chị Nhung có 8 người, 4 người đã được cứu và điều trị tại viện, hai người còn lại mất tích, hiện chưa tìm thấy. Ông Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tình trạng các bệnh nhân khá phức tạp, cần theo dõi ít nhất một tuần nữa mới có thể kết luận chính xác. Đa số các bệnh nhân tại đây đều bị xây sát nặng ngoài da và một số tổn thương khác. 10 bệnh nhân có tình trạng nặng hơn đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Được biết, đất đá bất ngờ theo dòng lũ tràn từ ngọn núi cách làng chừng 500m xuống khu dân cư san phẳng nhà cửa của 37 hộ dân với 158 nhân khẩu, gồm 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ em dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, còn lại trong độ tuổi từ 15 đến 69 tuổi. Khu này nằm cách xa trung tâm xã, cách huyện Bảo Yên 40km, cách thành phố Lào Cai 120km, giao thông bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở. Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bão Iagi, từ đêm mùng 7 tháng 9 đến 11 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập sâu, thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của nhà nước, nhân dân. Có nhiều người thiệt mạng, mất tích và bị thương trên toàn tỉnh. Tính đến 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2024, tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi là 9.172 nhà, trong đó có 444 nhà thiệt hại hoàn toàn trên 70%. 306 nhà thiệt hại rất nặng từ 50 đến 70%, thiệt hại nặng 30 đến 50% là 1.828 nhà, 1.643 nhà thiệt hại một phần nhỏ hơn 30%, 3.107 nhà bị ngập nước, 319 nhà bị sụt lún. Ngoài ra còn nhiều nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ. Hiện nay còn 97 thôn trên 25 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt sạt lở đường giao thông. Có mặt tại huyện Bảo Yên, ông Trịnh Xuân Trường, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nghẹn ngào, mắt đỏ hoe cho biết về những mất mát của tỉnh nhà sau cơn bão số 3. Ông nghẹn ngào chia sẻ, gần 100 năm nay lần đầu tiên mới có số người chết và mất tích lớn đến vậy trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang tập trung cứu hộ cứu nạn hai địa bàn chính là huyện Bắc Hà và huyện Bảo Yên. Đến thời điểm này, Lào Cai quyết tâm đoàn kết để cùng với lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích và ổn định đời sống nhân dân. Hiện tại, lực lượng cứu hộ tập trung quân số tìm kiếm ở khu vực cầu Làng nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách điểm sạt lở khoảng 4 km. Khu vực này trũng, tập kết nhiều vật dụng trôi giạt xuống, được dự đoán có khả năng tìm thấy nhiều người mất tích. Vừa qua, nước lũ đã cô lập hàng ngàn hộ dân tại thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nước lũ tràn vào nhà dân, có nơi ngập sâu từ 2 đến 3 mét, khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Đối với nhiều người dân tại Thái Nguyên, đây là trận lũ kinh hoàng nhất mà họ từng trải qua trong đời, khi nước lũ dâng lên theo từng phút. Đỉnh điểm, 22 giờ đêm mùng 9 tháng 9, mực nước sông cầu lên mức 2.875cm, cao hơn 175cm so với báo động cấp 3, cao hơn 61cm so với trận lũ ngày mùng 2 tháng 7 năm 1959. Thời điểm hiện tại, nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tình trạng ngập úng, đặc biệt không ít vùng bị sạt lở, chia cắt. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hành động hết lòng cứu người lúc hoạn nạn được anh Dương Chiến Thuật, trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đứng bên đường đối diện ghi lại. Đoạn video clip được đăng đã gây sốt mạng xã hội sau đó. Anh Thuật cho biết, Clip trên được anh quay vào ngày 9 tháng 9 tại đoạn đường vào xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương. Đây là tuyến đường khá rộng nhưng bất chợt thành sông cuồn cuộn khi nước lũ chảy tràn qua. Dòng nước lũ dâng lên từ sông Đu gần đó. Khi ấy, anh thuật trên đường vào nhà người thân trong khu vực này. Tuy nhiên, xe của anh khựng lại. Người đàn ông trần trừ không dám đi tiếp khi thấy nước chảy xiết. Khi đó, anh chứng kiến cảnh một người bất ngờ di chuyển qua và bị dòng nước mạnh cuốn trôi. Anh này chia sẻ, nhìn thấy cảnh có người gặp nguy bà con khu vực này hô hoán nhau thật to. Hàng chục thanh niên lao ra giữa đoạn đường đã thành sông dữ, tay kéo tay, nối thành sợi dây dài, hợp sức nắm giữ, kéo người đàn ông và chiếc xe máy ngược dòng nước. Sau hơn 10 phút giằng co với dòng nước xiết như muốn nuốt chửng nạn nhân, cuối cùng những người dân cũng đưa được cả người và xe nguyên vẹn lên bờ. Sau khi chứng kiến hành động trên của những người dân xung quanh, anh thuật cảm động về tinh thần nghĩa hiệp, hết lòng cứu người lúc gian khó. Trước cảnh lũ lụt khắp miền Bắc, anh thấy rõ tình tương thân tương ái, đoàn kết của người dân Việt Nam. Sau hơn một ngày đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị vỡ, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục sự cố thiên tai này. Trước đó, báo cáo của Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết mưa lớn tại Tuyên Quang khiến lũ trên sông Lô dâng cao làm vỡ 22 mét đê. Đoạn đê vỡ khiến nước tràn vào trong đê, làm ngập 126 hecta hoa màu, với 80 hecta thuộc huyện Sơn Dương của Tuyên Quang và 46 hecta huyện Đoan Hùng của Phú Thọ. Nước lũ tràn về cũng khiến nhiều khu vực tại các huyện Sơn Dương và Đoan Hùng ngập sâu từ chiều tối qua đến nay. Địa phương đã huy động 660 người gồm cả bộ đội, dân quân và người dân tình nguyện. Đã có 125 hộ dân được di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó có 35 hộ dân tại xã Quyết Thắng và 50 hộ với 90 nhân khẩu tại huyện Đoan Hùng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Mực nước lúc 19 giờ ngày 11 tháng 9 trên sông Lô tại Tuyên Quang là 26,95 m, trên báo động 3 là 0,95 m. Tín hiệu tích cực là dự báo trong 12 giờ tới, sông Lô tại Tuyên Quang sẽ xuống mức báo động 3. Đê tả sông Lô là đê cấp 5, cấp thấp nhất trong năm cấp đê, tương đương với diện tích bảo vệ dưới 4.000 ha, số dân được bảo vệ dưới 10.000, độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực nước thiết kế đê là dưới 1 m con đê này cũng chính là đường liên xã nối xã quyết thắng huyện sơn dương tỉnh tuyên quang với xã hợp nhất huyện đoan hùng tỉnh phú thọ một bên đê là đồng ruộng và khu dân cư một bên là sông lô